Đây thì có hai người phụ nữ, một người phụ nữ, đây là một thiếu nữ chưa có chồng. Và đây là một người phụ nữ đã có chồng. Kia đang nhảy múa thì một cái nam thanh niên đang ngồi, đang đứng một cái kiểu rất là chán đời luôn mọi người. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày thứ 5 Bùi Hồ đang có mặt ở tại Ethiopia. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Deju sẽ thăm một cái bộ lạc có tên là Adeboge. Arbore. Adeboge. Đây là một cái bộ lạc khá là nguyên thủy cô bác quý anh chị. Cuộc sống của người dân ở bộ lạc này chủ yếu là chăn nuôi và đo sự giàu sang của họ bằng cái những cái con vật nuôi họ có thể nuôi được. Xin chào. Badada. Ở đây cái bộ lạc này có một cái từ xin chào khá là lạ đó là Badada. Badada. Đây là một bộ lạc sống ở trong cái thung lũng Omo. Và để biết cuộc sống của người dân ở trong cái bộ lạc này, mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ ha, cũng như là anh Daegu, một người dân địa phương ở đây. Ok. Cũng giống như những cái bộ lạc khác thì bộ lạc này cũng để một cái bộ ngực trần. Và bộ lạc này họ thể hiện sự giàu sang bằng cách là phải có nhiều cái gia súc. Vào đây thăm cái bộ lạc này ha. This is for the cows. Cow. Đây là một cái chuồng nuôi các con dê đó mọi người. Cái chuồng cũng khá là đơn giản. So với bộ lạc Hammer thì cái chuồng nuôi dê của bộ lạc Hammer khâu Hammer hoành tráng hơn. Còn đây thì chỉ là những cái cây gừng họ chất thành đống và họ ở đây. Họ sẽ nuôi ở đây. Các con dê thì chỉ sử dụng làm thịt vào những cái dịp lễ, dịp cưới hỏi thôi. Chaffee. Đa số tất cả người phụ nữ ở trong cái bộ lạc này đều để một cái bộ ngực trần. Especially a virgin woman of Arbore tribe, you know, they shave hairs, so they cut their hair. So that means in Arbore tribe, this woman she is virgin, not married. This one for music. For music, you know. Yeah. No marry. Để nhảy đúng không? Dancer. Dancer, yeah. Dancer. Đối với những người phụ nữ mà chưa có chồng á thì họ sẽ được cạo để cái đầu trọc lóc như thế này. Còn những người phụ nữ có chồng thì họ sẽ để một cái bộ tóc. Đây là bộ lạc có tên là Quánh Niêm. Quánh Niêm. Arbore. Agabode. Đây là một cái người con gái chưa có chồng ngay tại bộ lạc Agamone này. Đầu thì trọc và cũng có đeo những cái trang sức như thế này. Họ là dùng để nhảy múa trong cái dịp lễ. Và họ tin rằng khi mà nhảy múa thì sẽ tiêu tan cái năng lượng tiêu cực đi và giữ lại một cái năng lượng gì đó rất là tích cực. Và chân của họ đều đeo những cái kiềng như thế này. Những người phụ nữ thì chân thường có đeo kiềng nè. Đây chân đeo rất là nhiều kiềng ha. Đây thì có hai người phụ nữ, một người phụ nữ, đây là một thiếu nữ chưa có chồng. Và đây là một người phụ nữ đã có chồng. Đây là cái cách lần đầu tiên họ nhìn thấy được cái hình ảnh của mình ở trong cái camera. Mary, no Mary. Yeah. Là cái cách, đây là một người phụ nữ đã có gia đình và họ sẽ để tóc xoắn như thế này. Còn đây là một người phụ nữ chưa có gia đình. Họ sẽ để một cái đầu trọc bon như vậy. Đó là một trong những cái cách mà phân biệt người phụ nữ đã có gia đình hay chưa. Và cái chân của họ thì dùng để đeo nhiều kiềng để dùng để nhảy múa trong cái dịp lễ hội hoặc là ăn mừng một cái vật gì đó. Đó.
Ok, đây. Dạ. Đây là hai người phụ nữ đã có gia đình, cũng để một cái bộ ngực trần ở mọi người. Một đứa bé là con của chị này quá. Là một cái ngôi nhà của bà bộ lạc này đây. Và đây là một người đàn ông ở trong một cái bộ lạc. Ok. Những người đàn ông ở trong bộ lạc này thì họ rất là trầm tư ha. Quấn một cái chiếc chăn từ đầu đến cuối và ở trên tay cầm một cái cây gì đó giống như là họ dùng để chăn dê, sáng đi chăn dê mới về. Và đa số ngôi nhà ở bộ lạc này thì cái cách mà họ cắt ngôi nhà cũng khá là đẹp luôn. Khi mà ở trên này nó có một cái mái vòm hình tròn và ở đây là một cái khung nhà hình chữ nhật hình vuông gì đó. Mình được một người phụ nữ mời vào cái ngôi nhà của họ. Và đây là cái ngôi nhà của họ nè mọi người. Ở xung quanh ngôi nhà thì toàn là từ lá cây. Những cái lá cây gừng với nhiều gai từ ở trên gừng. Cũng giống như những ngôi nhà của những cái bộ lạc khác thì cái cửa họ không quá 1 mét, dùng để chui ra chui vô. Tại sao mình không hiểu tại sao họ không cắt cao lên một tí xíu để mình có thể dễ đi mà phải chui vào như vậy. Cũng có một cái ý nghĩa gì đó đối với bộ lạc, những cái bộ lạc sinh sống du mục như thế này. Và đây là một người phụ nữ. Cây hay là loại dây ạ? Dạ, dây. Papyrus. Papyrus. Những bộ lạc khác nhau thì có nếp sinh hoạt, tập tục sinh sống khác nhau. Họ cầm một cái này vừa dùng để vừa làm ghế ngồi mỗi khi đi chăn dê hoặc là nằm để ngủ. Đây là một cái vật dụng không thể thiếu mỗi khi mà họ đi và đem theo. Ok. Và đây là cái cây họ dùng để lùa những cái con dê. Ở trên đó ông cũng đeo những cái vòng trang sức và một cái cây thánh giá, cũng giỏ những sỏ những cái vòng khuyên. Đồ thì mặc kín đáo hơn. Và ông cũng đã mang một cái đôi giày cao su, đôi dép cao su.
vỏ từ những vỏ xe á mọi người. Và đây là một người phụ nữ trong bộ lạc. Theo ước chừng thì cái bộ lạc này có khoảng hơn 50 ngôi nhà như thế này. Cô bác quý anh chị có thể thấy ngôi nhà, những cái ngôi nhà này nó rất là đẹp, giống như là những cái đền Taj Mahal ở Ấn Độ á. Ở trên có một cái mái vòm cung ở trên, và ở ngoài trước thì che bằng hình chữ nhật, cũng khá là kiên cố luôn ha cô bác quý anh chị. Rất là đẹp. Và bộ lạc này nằm ở trong một cái thung lũng ô mô được bao bọc bởi những cái dãy núi như thế này. Và theo Bùi Hồ cảm nhận thì những cái bộ lạc mà Bùi Hồ đã đi qua đó, thì đây là một bộ lạc mà có thể là cất nhà, cất những cái nhà của mình ở đó đẹp nhất luôn. Xa xa lại nghe mùi, nghe những cái tiếng con dơi. Mùi của con dơi rất là rõ mọi người. Đây là những cái con dê ở trong một cái chuồng dê. Nó đang ăn. Dê thì là một loài vật rất là dễ nuôi và có thể ăn nhiều thứ. Những loại cây có gai thì chúng cũng có thể ăn được. Và dê thì rất cần rất là ít nước luôn. Thế là nữ là những cái bộ lạc mà du mục á, thì họ sẽ chọn cái cách là nuôi dê, ít bò và cừu. Càng đi sâu vào trong cái bộ lạc thì mình sẽ thấy giống như là những cái nhìn ở trên xuống á, thì cô bác anh chị sẽ thấy giống như những cái nấm á. Và bây giờ thì cũng gần 11 giờ và chắc có lẽ là thời gian họ đi mua gừng mới về. Ở nhà này được làm một cái hàng rào bao quanh ở ngoài nữa nè. Nhìn rất là đẹp ha. Ông tỏ vẻ khá là hứng thú khi lần đầu tiên được nhìn cái gương mặt của mình. Good. Cái cây ở trên tay cầm ông là một cái cây dùng để chăn dê. Rất là thú vị đúng không? Cô bác của anh chị có hỏi là những người đàn ông như thế này tại sao răng của họ rất là sạch. Họ sử dụng một loại cây gừng dùng để làm sạch răng. Adibode. 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 Là tên cái bộ lạc của họ đó, cô bác của anh chị. Có còn mới đi vô với hà sầu ta. Và đựng trong một cái loại vỏ của một loại. Suit. Và đây là da dê.
Dạ, họ sắp để đem theo uống. Dạ. Rất là hay ha. Good. Bộ lạc này thì rất là nhiều ngôi nhà như vậy. Ở tuốt tuốt đằng xa kia nữa kìa cô bác của anh chị. Và đây là những cái chuồng dê của họ. Chắc đây là những cái con dê già. Đằng kia họ đốt một cái thứ gì đó. Ở trên này họ trồng một cái cây để che mát cho con dê. Cũng khá là hay ha. Cái cây này phủ bóng mát cho con dê. Tổng cộng những người dân ở trong cái bộ lạc này thì khoảng là 24.000 người sinh sống ở trong cái bộ lạc này. Với số lượng rất là đông quá cô bác anh chị. Ok. 24,000. Và đây là một cái tấm ảnh sau khi mình chụp với ông cụ, và mình sẽ cho ông cụ xem đây có phản ứng của ông cụ ha. Yeah. Yeah. Okay. Itu kau ni. Ayah, mai kau ngarang lah. Các cụ ở đây thì rất là vui, chỉ có các cô nữ á thì hơi khó gần gũi, nhưng mà các ông thì rất là vui luôn. Yeah, good, good. Tôi yêu Việt Nam. Vậy à? Tôi yêu Việt Nam. Bal sun milam bal bal. Giray giray, wow, alu sugar giray. Oyo Vietnam. Oyo Vietnam. Sinja Vietnam. Sinja Vietnam. Badada Vietnam. Badada Vietnam. Badada. Badada. Ethiopia. Arbore, arbore. Arbore. Badada. Badada kumbariti. Badada. Badada kumbariti. 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 Badada kumbariti. Badada kumbariti. Sinja Vietnam bal. Sinjau betinau. Sinjau betinau. Sinjau betinau. Badada apa dia tu? Badada. 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 Badada apa dia tu? Kabuko. Kabuko. Badada. Ini balbal. Sun. Badada betinau. Badada betinau. Badada betinau. 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 Sinjau Vietnam. Sinjau Vietnam. Sinjau Vietnam. Salam Ethiopia. Salam Ethiopia. Salam Ethiopia. Salam Ethiopia. Rất là vui luôn mọi người. Ông cụ rất là thích khi mà xem được những cái thước phim như thế này. Các anh chị thấy là cái vòng này là của những người phụ nữ chưa có chồng. Họ đeo dùng để nhảy múa, để có thể là sau này sẽ lấy chồng như thế nào. Và đây là những người phụ nữ chưa có chồng thì họ sẽ đeo một cái vòng không có tiếng kẽn kêu, và họ sẽ quấn bởi một cái cọng dây này nè. Đây là những người đã có chồng. Còn những người chưa có chồng, những cô gái chưa có chồng thì sẽ quấn với những cái dây bằng. Kia đang nhảy múa thì một cái nam thanh niên đang ngồi, đang đứng một cái kiểu rất là chán đời luôn mọi người. Đây. Đầu thì đội một cái quấn một cái giấy, và quấn một cái giống như một cái sợi gông á, chân thì chân trần, chịu lên một cái cây cây. Đây là chắc có lẽ là cái cách để mà anh chăn dê. Như là một cái máy vòm. Và cách phân biệt giữa người phụ nữ có chồng với người phụ nữ chưa chồng á là sẽ đeo những cái kiềng ở dòng chân. Những người phụ nữ có chồng thì sẽ cắt những cái kiềng sắt đó ra bỏ. Còn những người và đeo những cái sợi dòng dây, đồng thời là họ sẽ để tóc. Còn những người phụ nữ chưa chồng thì họ sẽ
cạo cái phần tóc luôn. Đó là một trong những cái nét phân biệt trong cái bộ lạc này. Bộ lạc này thì nằm sâu ở trong cái thung lũng Omo, cô bác anh chị. Cuộc sống của họ đã bắt đầu biết chăn nuôi, trồng trọt và có những năng lượng, những cái thức ăn để dự trữ ở trong cái ngôi nhà của mình. Mỗi khi mà thời tiết không thuận lợi, cũng giống như những cái bộ lạc khác thì đa số họ đều để một cái ngực trần. Các phụ nữ họ đều để một cái ngực trần. Việc mà các anh em chia sẻ những cái thước phim cho cô bác quý anh chị xem á, nó cũng gây một số cái khó khăn gì, nó rất là phản cảm. Nên sẽ cố gắng hạn chế cắt zoom lại những cái phần mà nó được cho là phản cảm để cho cô bác quý anh chị xem qua. Và như vậy là Bùi Hồ đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một bộ lạc rất hay ngay tại thung lũng Omo ở đất nước Ethiopia. Video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị một điều gì đó hay ho và bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.